Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn của mình gặp phá cái đầu tiên nha. Đây là những tựa game đua xe rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Rồi, các bạn phải đợi. Ok. Let's go. Wow, xe lọ tràn xe kia. Vượt rồi, lên vượt top 1 nữa rồi. Và anh top 1 này đang đi chậm rồi. Ok, let's go. Wow, wow, wow. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ hai nhá. Detroit. Let's go. You win. Bạn rồi, khi các bạn kiếm được tiền, các bạn có thể update cho xe của mình. Let's go. Let's go. Rồi xem người này update có khỏe hơn không? Mình nghĩ chắc là nhanh hơn nhiều. Level 4. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo, Asphalt X. Ok, let's go. Đua thôi. Mình sẽ đi thẳng. Không bằng được này rồi. Ok, rồi và các bạn cùng mình khám phá thành phần tiếp theo nha. GT Racing 2. Let's go. Let's go. Cái này thì mình phải cầm trên tay rồi. Option. Control. Ok, let's go. Ok, vượt chướng lại vào tôi. Tiếp tục làm. Mình điều khiển bằng cái này cho các bạn dễ nhìn hơn. Bởi vì là nếu mà điều khiển bằng tay cầm kia thì có vẻ là cảm giác các bạn xem sẽ bị mờ. Cho nên bắt buộc mình phải thay đổi bằng điều khiển bằng trên iPad này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, CSR Racing 2. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này mới nổi. Và những chiếc xe của tựa game này rất là đẹp mắt luôn. Các bạn yêu thích xe thì các bạn có thể chơi tựa game như thế này. Ok, let's go. Bỏ buộc phải nâng cấp này, nhưng mà mình chưa đủ tiền nâng cấp. Let's go. Ok, let's go. Chưa đến giờ làm nhiệm vụ, hoặc các bạn có thể phải mua một xe khác, sau đó thì nâng cấp lên thì mới chơi được thêm những nhiệm vụ kia. Xe này mình mới mua cho nên là mình chưa thể đủ tiền để mua xe khác được. Và đây là một xe đua rất là khỏe luôn. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo, Frontline. Let's go. Ok. JOK, Trang Juno 910 Range. Anh chàng này đi xem nào. Ok, let's go. Rồi ok, leo vào 8. Let's go. Các bạn có thể update cho xe của mình. Ok, let's go. Rất là đẹp luôn. Wow, toàn xe đẹp. Rồi những chiếc xe đua hạng sang. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tới game tiếp theo nha. Asphalt Xtreme. Let's go. Okay, let's go. Ok, đây là một map hoàn toàn mới. Rồi, mình sẽ cố gắng map này. Điều này đi. Wow, 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 wow. Oh my god, ngã luôn. Ok. Đối game này thì các bạn phải update cho xe thật là ngon thì may ra mới đua được. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Ridge Rushing 3. Let's go. Rồi mình sẽ nâng cấp lên. Ok, let's go. Và bây giờ thì đua thôi. Let's go. Let's go. Rồi, còn lần này thì mình sẽ đi đua. Ok. Xe này có vẻ rất là mạnh, đua rất là nhanh luôn, sợ thật. Không sao, mình sẽ cố gắng. Không cần đua được với anh ta rồi, xe anh ta rất là khỏe luôn. Càng đường thẳng mình càng thua. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Race King. Ok, let's go. Even, mình sẽ chiến Even này. Go race. Let's go. Rồi. Chặng đường khá là dài. Ok, thắng rồi. Let's go. $600 tiền, ok. Chơi luôn. Rồi còn 400. Cũng được. Đặt cược 400 tiền. Đua xe anh chàng này. Ok, let's go. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Hill Climb 2. Figure Source. Hill Climb Rushing 2. Ok. Đây là một tựa game đi xe rất nhẹ nhưng mà cũng rất là hay các bạn nhá. Thì game này ra rồi rất lâu rồi, từ thời bé mình đã chơi game này rồi. Ok, vượt đồi thôi. Oh my god, đài luôn. Ok. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Ok. Rồi, mình sẽ đỗ xe đúng chỗ này. Ok, let's go. Wow, 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 rất là đông xe luôn. Đợi cái xe này đi qua, sau đó thì mình mới quay đầu. Let's go. Oh my god. Oh my god, đi luôn. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok. Sau xe càng khỏe, wow, quán mãi mà xe không nổ. Ok, let's go. Còn lúc còn nhanh rồi. Oh my god. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.